Cô chào các em. Hôm nay cô cho chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ 2 môn giáo dục công dân chính vào tuần 8 tới đây nhé. Đầu tiên là về giới hạn ôn tập. Giới hạn ôn tập chúng ta sẽ có 3 bài: bài 12, 13 và bài 14. Về cấu trúc đề cũng sẽ gồm hai phần: phần trắc nghiệm 12 câu 3 điểm, phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lý thuyết của bài 12: quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Thế nào là hôn nhân? Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Những quy định của pháp luật của nước ta về hôn nhân. Nguyên tắc cơ bản chế độ hôn nhân ở Việt Nam. Nguyên tắc tự nguyện tiến bộ, một vợ một chồng bình đẳng. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Vợ chồng phải có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Về nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân. Đầu tiên, về quy định về việc kết hôn. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, không vi phạm những điều pháp luật cấm. Điều 9, 10, 11 luật hôn nhân và gia đình. Về quan hệ vợ chồng, bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau. Về trách nhiệm của công dân và học sinh, có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân, không vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân. Bài 13, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Chúng ta tìm hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh. Đầu tiên, kinh doanh là hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. Tự do kinh doanh thì phải theo đúng quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Thuế là gì? Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu vào những công việc chung. Về tác dụng của thuế hay là vai trò của thuế, thứ nhất, giúp ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế và đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. Về trách nhiệm của công dân, tuyên truyền vận động gia đình xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ về kinh tế, về kinh doanh và thuế, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế. Bài 14, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Lao động là gì? Chúng ta nhớ cho cô, lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội. Về vai trò, là hoạt động chủ yếu quan trọng nhất của con người. Đây là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước và nhân loại. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Lao động là quyền.
Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. Lao động là nghĩa vụ của công dân. Lao động là phương tiện để tự nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. Về trách nhiệm của nhà nước, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động. Khuyến khích tạo thuận lợi và giúp đỡ các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề. Quy định của pháp luật về lao động đối với trẻ em. Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc. Cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi. Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì chúng ta thấy cái lứa tuổi mà lao động nhỏ nhất ở Việt Nam mình là đủ 15 tuổi. Chúng ta chuyển sang phần tự luận. Sẽ có một số dạng câu hỏi như sau. Cô sẽ làm mẫu một vài câu để chúng ta có thể hiểu và thực hành tương tự nhé. Dạng thứ nhất, em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào sau đây? Vì sao? Câu A. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc. Đương nhiên là chúng ta sẽ không đồng tình hoặc là không tán thành. Vì trong hôn nhân, vợ chồng phải bình đẳng và có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt. Nên mọi việc trong gia đình thì cần có sự đồng thuận, thống nhất để giữ hòa khí. Rồi, những câu tiếp theo thì chúng ta sẽ làm tương tự, vận dụng kiến thức của bài học để chúng ta trả lời câu hỏi. Dạng thứ hai là dạng tình huống. Trong giấy phép kinh doanh của bà Hát có 8 loại hàng, nhưng ban quản lý thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà bán tới 12 loại hàng. Câu hỏi thứ nhất, việc làm của bà Hát như vậy là đúng hay sai? Vì sao? Như vậy chúng ta thấy việc làm của bà Hát là sai vì bà Hát đã vi phạm quy định về kinh doanh, không thực hiện đúng nghĩa vụ trong kinh doanh. Đó là bà đã không kê khai đủ mặt hàng kinh doanh quá số lượng hàng hóa ghi trong giấy phép. Câu hỏi số 2. Theo em, khi tham gia kinh doanh, người dân phải có trách nhiệm gì và nếu ở vị trí của bà Hát thì em sẽ làm gì? Người kinh doanh phải có trách nhiệm đó là tuân thủ đúng quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Nếu là bà Hát thì chúng ta sẽ phải kê khai đầy đủ nghiêm túc về mặt hàng kinh doanh, đóng thuế đầy đủ. Trên đây là toàn bộ phần ôn tập của cô. Về nhà các em sẽ hoàn thành nốt những cái bài tập còn lại. Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả tốt.